Một nam MC kỳ cựu qua đời khi sau khi rơi xuống sông. Sự ra đi của nam MC khiến nhiều khán giả bàng hoàng, tiếc nuối. Mới đây làng giải trí Anh bàng hoàng trước thông tin người dẫn chương trình kỳ cựu Macca Mikeri qua đời hôm ngày 23 tháng 5. Theo đó, đài BBC xác nhận ông Mikeri đã qua đời sau khi rơi xuống sông, hưởng thọ 87 tuổi. Dù đã được cứu ngay sau khi rơi xuống sông, thế nhưng nam MC kỳ cựu đã qua đời sau khi đến bệnh viện. Nguyên nhân Macca Mikeri qua đời vẫn chưa được cảnh sát công bố. Tuy nhiên, khả năng Mikeri rơi xuống sông là do có thị lực kém, điều mà nhiều người tuổi già thường gặp phải. Sau khi thông tin được đài BBC xác nhận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Macca Mikeri. Biên tập viên của BBC Radio D, Aftab Gunza chia sẻ, trái tim của chúng tôi luôn hướng về Mikeri. Chúng tôi sẽ mãi nhớ những chương trình ông từng dẫn. Mikeri có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Ông luôn chuyên nghiệp trong mọi công việc của mình. Một đồng nghiệp thân thiết của Mikeri bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sự cống hiến của ông. Mikeri bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhà báo tại The Telegraph. Sau đó, ông trở thành phóng viên trưởng của Daily Telegraph. Tên tuổi của Mikeri được biết đến nhiều hơn khi ông bắt đầu dẫn những chương trình nổi tiếng, đặc biệt là Memorable Melody, những giai điệu đáng nhớ trên đài BBC Radio D. Ông nghỉ hưu vào năm 2019 sau gần 20 năm cống hiến. Gia đình ông Mikeri bày tỏ mong muốn lễ tang của ông được diễn ra một cách riêng tư.